Bị làm sao đấy? Em đau dạ dày thôi ạ. Chắc không sao đâu ạ. Đau thì lên tôi đèo về. Thôi, em tự về được. Thế em xin phép về trước ạ. Đau thế thì đi thế nào được, lên tôi đèo về. Nhưng mà... Nhanh. Nào nhanh lên. Thế chở em về với nhá. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ. Tí nữa nếu như mà bụng vẫn đau thì pha trà gừng. Có quế thì pha trà quế, cho thêm ít mật ong vào. Uầy, sao mấy chuyện của phụ nữ tế nhị thế mà anh cũng biết ạ? Vì tôi là Đông Doanh mà. Thế em vào nhà, anh đi về đi ạ. Em cảm ơn anh nhé. Cô, làm gấp cho tôi. Cái này chưa đến hạn anh ạ. Ở đây tôi là cấp trên hay cô? Cô, sao phòng tôi? Trường đón Sam không? Không. Con bé nó bảo qua đây à? Em không thấy con đâu cả. Em đến trường đón. Thì cô giáo bảo là anh đã đến đón con rồi. Thế á? Con bé đi đâu được? Sam! Sam ơi! Sam ơi! Sam! Sam! Sam ơi! Anh ơi, anh cho hỏi, anh có nhìn thấy một bé gái cao khoảng tầm này, khoảng tầm chưa đến 10 tuổi ạ? Tôi không thể đâu. Cảm ơn anh. Alo?